Chào mừng các bạn đến với chương trình Hỏi Thầm Đáp Kín của kênh Thanh Nga Official. Và trong chương trình Hỏi Thầm Đáp Kín này, chúng tôi sẽ tập hợp những cái câu hỏi liên quan tới một cái chủ đề nào đó. Và mình rất là hy vọng rằng thông qua việc trả lời những cái câu hỏi này thì các bạn phần nào được là mình giải quyết được những cái khúc mắc trong lòng của mình. Bấy lâu mình không có dám mình hỏi, đâu đó mình sẽ bắt gặp được cái câu hỏi mà mình muốn hỏi trong chương trình Hỏi Thầm Đáp Kín này ha. Và hôm nay chúng ta sẽ làm một cái chủ đề liên quan tới tư thế quan hệ. Cụ thể là tư thế quan hệ nào mà giúp cho các bạn vừa lâu lại vừa sướng ha. Và không để các bạn đợi đâu nữa, chúng ta cùng đi ngay vào câu hỏi đầu tiên của chương trình Hỏi Thầm Đáp Kín ngày hôm nay. Câu hỏi số 1, anh hỏi là có phải là tư thế truyền thống nó là lâu nhất hay không? Tư thế truyền thống được coi là một cái tư thế quan hệ mà tư thế của mọi nhà. Tại sao mình lại nói là tư thế của mọi nhà? Hầu như ai mà chúng ta sinh ra khi ở những cái lần đầu tiên chúng ta quan hệ thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái tư thế truyền thống này. Tư thế truyền thống cũng là cái tư thế mà nó rất là quen thuộc, mà nó dễ thực hiện ha. Tuy nhiên nói về cái chuyện là tư thế truyền thống nó có phải là lâu nhất hay không, thì câu trả lời là không. Đây không phải là cái tư thế mà giúp cho các bạn lâu ra nhất đâu. Xét về cái chuyện lâu ra, nó có nhiều yếu tố. Yếu tố về tư thế quan hệ nó cũng là một yếu tố nè. Yếu tố về cậu nhỏ nhạy cảm nó cũng là thêm yếu tố nữa. Rồi yếu tố về cảm xúc của hai người trong cái lần quan hệ đó cũng là yếu tố nữa. Đó chính là cái lý do mà với những anh mà mua mã phục đan dạng uống, hoặc là mua chai xịt mã phục đan này nè, xong rồi các anh hỏi là em ơi, cái sản phẩm này có giúp anh là kéo dài được 20 phút, 30 phút không, thì mình mới nói với mọi người là trời ơi anh ơi, làm sao mà em trả lời được cái câu của anh. Bởi vì sao? Thời gian quan hệ của chúng ta nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, giống như hồi nãy giờ mình chia sẻ, tư thế quan hệ nó cũng là một cái yếu tố. Nhưng mà xin thưa với mọi người thì tư thế truyền thống là tư thế quen thuộc nhất, thì câu trả lời là yes, nó đúng là tư thế quen thuộc nhất. Nhưng mà hỏi nó có phải là tư thế lâu ra nhất hay không thì không, nó không phải là tư thế lâu ra nhất đâu các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 2 của ngày hôm nay. Thật ra chỉ cần tối đa là 7 tư thế. Vì sao? Vì mỗi ngày một kiểu, xài một tuần đáo lại cái tư thế ban đầu. Khi đó thì tư thế đầu tiên của ngày thứ nhất thành mới toanh, cứ vậy mà xài. Đó, anh này anh quan niệm mà mình thấy là nó rất là tuần tự với nhau ha. Cứ áp dụng bản thân mình 7 tư thế. Mỗi ngày một kiểu, nhớ xài thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. Chủ nhật là mỗi ngày một tư thế, xài một tuần, sau đó tuần sau đáo lại tư thế đầu tiên. Vậy thì hỏi là cái cách sắp xếp đó nó có hợp lý và cái cách đó nó có khoa học hay không? Đứng trên vai trò và góc độ của một cái người phụ nữ trong một cái cuộc yêu thì câu trả lời là không đâu mọi người. Ít nhất trong một cuộc yêu các bạn phải có đến 2 đến 3 tư thế. 2-3 tư thế và tối đa nó khoảng 5 tư thế khác nhau. Thì người phụ nữ người ta mới cảm nhận được những cái sự thay đổi, những cái sự mới lạ trong cái cuộc yêu đó. Chứ bây giờ mọi người thử tưởng tượng nha, trong một cái cuộc yêu 15 phút mà anh chỉ áp dụng duy nhất một tư thế thôi, thì rõ ràng rằng cuộc yêu đó nó nhàm chán chết bà luôn, chứ nó đâu có nó đâu có thú vị gì nữa đâu, đúng không? Trời ơi, tự nhiên người phụ nữ họ thấy nhàm chán dữ lắm. Thêm nữa là anh cứ lặp đi lặp lại thứ hai tư thế, thứ ba tư thế, thứ tư thêm tư thế nữa, lặp lại một tuần hai tuần thì người ta cũng thấy là anh này anh có cái sự thay đổi ha. Riêng cái tuần thứ năm thứ sáu là bắt đầu bắt bài được rồi. Mấy bà bắt đầu nói là trời ơi, bây giờ thứ hai phải không, thứ hai là ông truyền thống nè. Rồi thứ ba phải không? Thứ ba là ông úp thè nè. Thứ tư là ông doggy nè. Rồi thứ năm là ông nữ cao bồi nè. Đó, mấy bà bắt bài được hết trơn. Đâu có gì thú vị, đâu có gì hay ho nữa đâu anh. Nha. Cho nên là lần sau là mình phải thay đổi một chút. Nha, mỗi cuộc yêu mình ít sử dụng ít nhất là 2 đến 3 tư thế và tối đa 5 đến 6 tư thế. Như vậy thì nó mới gọi là thú vị, và sự chuyển đổi giữa những cái tư thế với nhau, cái thời gian mà chúng ta chuyển đổi nó cũng là cái thời gian để các bạn cho cơ thể mình có được cái sự nghỉ ngơi.
có được sự nghỉ ngơi và giảm bớt cái độ nhạy cảm ở cậu nhỏ, giúp cho các bạn có thể kéo dài thêm thời gian quan hệ một chút nữa ha. Câu số 3, tư thế quan hệ lâu ra nhất là tư thế quan hệ đàn ông nằm ở dưới, tức là cái tư thế mà người đàn ông không chủ động. Tư thế ví dụ như là tư thế nữ cao bồi chẳng hạn, cũng chưa chắc nữ cao bồi là cái tư thế mà đàn ông lâu ra nhất đâu các bạn. Cũng có những anh là khi mỗi khi mà vợ mình chủ động là bắt đầu mình bị xuất tinh sớm ngay ha. Nhưng mà đâu đó cái câu này mình cũng thấy là anh ấy có một cái tư duy nó khá là khoa học. Thì anh nghĩ như thế này, với những cái tư thế mà đàn ông nằm dưới, đàn ông không có sử dụng lực nhiều, đàn ông không có chủ động, thì anh ta sẽ dưỡng sức được là cái thứ nhất. Dưỡng sức được ha. Nhiều ông nha, mặc dù là cậu nhỏ nó không nhạy cảm bên ngoài, mà mấy ông sử dụng những cái tư thế mà nó tốn nhiều sức quá, đến giữa giữa cuộc yêu là bắt đầu là rồi đó, là kiệt sức luôn, là xong luôn, cậu nhỏ nó tự xong luôn, mặc dù là bản thân mình vẫn còn ham muốn. Với cái tư thế mà người đàn ông không chủ động, sự chủ động chuyển qua hết cho người phụ nữ, thì đó là cái tư thế mà lúc này mình dưỡng sức. Mình dưỡng sức cho mình gọi là đỡ áp lực hơn nha. Mình dưỡng sức. Thì những cái tư thế mà các anh dưỡng sức như thế này cũng góp phần làm cho mình kéo dài thêm cái thời gian quan hệ, giảm bớt cái sự nhạy cảm của cậu nhỏ do là mình sử dụng cái lực quá nhiều. Tư thế nữ cao bồi hay những cái tư thế mà phụ nữ chủ động nói chung là nhóm tư thế mà lúc nào mình cũng khuyên các anh, đặc biệt là các anh lớn tuổi, mình nên sử dụng để mình dưỡng sức trong cái thời gian mà người phụ nữ chủ động cho mình nha. Câu số 4, sắp xuất tinh ngưng thay đổi tư thế và suy nghĩ đến cái việc khác. Ở đây cũng là một trong những cái biện pháp khoa học để chúng ta có thể kéo dài thời gian quan hệ. Sắp mà ra rồi thì mình có thể thay đổi tư thế, thay đổi trạng thái của cậu nhỏ. Hoặc là trong cái lúc này thì mình vẫn khuyên mọi người là chúng ta thay vì thay đổi tư thế, chúng ta có thể thay đổi cái hình thức quan hệ luôn. Từ cái hình thức quan hệ xâm nhập trực tiếp thì các bạn có thể thay đổi thông qua handshop, thông qua flowchart, thông qua những cái nụ hôn chẳng hạn. Thì việc mà chúng ta thay đổi luôn cái hình thức quan hệ, nó là một trong những cái cách giúp cho cơ thể của các bạn thay đổi trạng thái, cậu nhỏ giảm bớt cái điểm cực khoái của chúng ta. Điểm cực khoái của chúng ta nó sẽ rơi vào khoảng điểm số 10, các bạn sẽ canh tới điểm thứ 8, điểm thứ 9, thì lúc đó các bạn thay đổi tư thế hoặc là thay đổi trạng thái, rơi vào nó sẽ rớt về điểm thứ 5, thứ 6, rồi sao? Nó sẽ giúp cho các bạn kìm hãm được cái thời gian xuất tinh, đúng không nào? Suy nghĩ đến một việc khác, đó cũng là một trong những cái biện pháp khoa học đưa ra. Tuy nhiên bên kênh Thanh Nga Official thì lúc nào mình cũng nói với mọi người là thôi bây giờ mình hạn chế cái giải pháp suy nghĩ tới việc khác đi. Tại sao mà mình phải hạn chế? Trong nhiều cái bối cảnh, trong nhiều cái trường hợp thì mình thấy rằng là khi mà các bạn suy nghĩ đến một cái việc khác ha, thì lúc đó các bạn không có tập trung vào cuộc yêu, các bạn lơ là. Và người phụ nữ họ sẽ nhận ra được cái sự lơ là đó. Họ sẽ nghĩ rằng người đàn ông này không yêu mình, không thương mình, nên là anh ấy mới lơ là như vậy ha. Bây giờ mình đổi cách khác đi nha. Rồi câu số 5 như sau, úp thì là an toàn nhất. Cái này thì mình hoàn toàn đồng ý, hai tay hai chân, đang hoàn toàn đồng ý 100% với mọi người là úp thìa nó là tư thế an toàn nhất. Và nếu như mọi người có theo dõi những cái livestream chuyên biệt về cái chủ đề tư thế quan hệ phụ nữ thích, tư thế quan hệ dành cho người già, tư thế quan hệ lâu ra cho cánh mày râu, lúc nào mình cũng đưa ra cái tư thế úp thìa là cái tư thế đầu tiên, cái tư thế số 1 luôn mọi người. Tại sao úp thìa mình lại thích như vậy và lại muốn phổ cập kiến thức cho mọi người nhiều như vậy? Úp thìa là cái tư thế người đàn ông hoàn toàn có thể chủ động điều chỉnh được cái độ nông, sâu, mạnh, nhẹ của tư thế đó. Đồng ý không? Đồng ý 100% nha. Tiếp theo với tư thế úp thìa, người đàn ông có cái thời gian,
có cái góc độ đụng chạm với cơ thể phụ nữ. Họ có thể sử dụng cả miệng, cả hai tay của mình để đụng chạm vào những điểm nhạy cảm khác trên cơ thể phụ nữ. Điểm nhạy cảm này nó có thể là tại vị trí vùng kín cũng được. Nó cũng có thể là tại những cái điểm vòng 1, vòng 3, phần eo, phần cổ, thì các bạn đều có thể vận dụng hết tất cả những tuyệt kỹ, tất cả những cái kỹ năng mà mình có được trong cái tư thế ấp thìa. Do đó nếu chọn một tư thế gọi là hoàn hảo nhất mà lứa tuổi nào chúng ta cũng áp dụng được, và đó cũng là tư thế phụ nữ thích nhất và tư thế người đàn ông điều chỉnh được những cái lực của mình tốt nhất, đó là cái tư thế gì ạ? Tư thế úp thề nha các bạn nha. Tiếp theo chúng ta qua câu số 6 như sau: miễn là cảm thấy thoải mái thì hầu hết các tư thế tình dục đều ổn khi mang thai. Quan hệ tình dục khi mang thai làm tăng hormone tình yêu, giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ để chống lại tình trạng kiệt sức và các triệu chứng khó chịu khác. Nói về quan hệ tình dục khi mang thai, anh này anh nói là miễn thoải mái thì hầu hết các cái tư thế quan hệ tình dục đều ổn. Thì thật ra quan điểm này mình sẽ say no, không đồng ý với anh đâu. Tại sao lại không đồng ý với anh như thế? Tùy vào cái giai đoạn của cái thai kỳ đó, 3 tháng đầu, 3 tháng giữa và 3 tháng cuối cùng, mỗi giai đoạn chúng ta sẽ có những cái tư thế giúp cho các bạn vừa tạo nên khoái cảm cho người phụ nữ, vừa thoải mái cho người đàn ông, mà bào thai bên trong nó lại không bị ảnh hưởng. Cặp đôi nào mà trong lúc mang thai chúng ta vẫn muốn duy trì cái hoạt động quan hệ tình ái thì chúng ta cũng phải tham khảo thật là kỹ những cái kiến thức về giới tính, những cái kiến thức về phòng the, để cho chúng ta biết được rằng ở giai đoạn nào thì chúng ta nên sử dụng tư thế nào, cũng như là ở giai đoạn nào chúng ta nên có cái tần suất quan hệ vừa phải, giai đoạn nào chúng ta có thể quan hệ nhiều, giai đoạn nào chúng ta nên ngưng hẳn cái chuyện quan hệ nếu như mà chúng ta phát hiện có những cái dấu hiệu cho thấy rằng em bé ở bên trong nó đã bị ảnh hưởng nha. Nên là mình đừng có nghĩ rằng tư thế nào cũng được khi mà mang thai. Nó sẽ có những tư thế phù hợp và nó cũng sẽ có những tư thế không phù hợp nha. Câu số 7 như sau: chơi lâu ra kéo dài thời gian bằng cách chuyển sang nhiều tư thế quan hệ là kiểu lâu ra nhất đó em. Cái kiểu lâu ra nhất thì ở đây chúng ta không thể nào kết luận được với nhau kiểu nào là kiểu lâu ra nhất. Nhưng mà cái việc mà các bạn thay đổi tư thế quan hệ để mà các bạn kéo dài thời gian, nó cũng là một cách. Tuy nhiên, cái sự thay đổi này nó phải thông minh và nó phải khoa học. Đặc biệt là chúng ta phải có được cái sự tính toán trước đó. Không phải là các bạn thay đổi, nghĩa là các bạn cứ thay đổi liên tục như vậy, người phụ nữ người ta sẽ không thấy thoải mái. Và dù cho thời gian quan hệ nó có kéo dài đi nữa thì cái khoái cảm chung cuộc hết của cuộc yêu đó cũng không thể nào mà được 100% như là các bạn mong muốn được đâu. Ở đây thì khi mà các bạn thay đổi tư thế quan hệ, các bạn phải cho cơ thể mình một cái khoảng thời gian nghỉ giữa những tư thế. Có nhiều bạn là thay đổi liền luôn mà không cho thời gian để chúng ta có thể nghỉ ngơi, thì rõ ràng cái việc thay đổi đó nó sẽ không mang lại ý nghĩa. Tuy nhiên cũng có những bạn, các bạn hiểu rằng chúng ta phải có thời gian giữa những tư thế, giữa những quãng nghỉ để chúng ta nghỉ ngơi. Tuy nhiên nếu như các bạn nghỉ không thì người phụ nữ sẽ rất hụt hẫng. Họ sẽ thay đổi bằng cách là thay đổi hình thức quan hệ. Họ chuyển qua hôn, họ chuyển qua âu yếm, họ chuyển qua vuốt ve. Những cái hành động đó nó sẽ góp phần làm cho người phụ nữ vừa cảm thấy rằng chồng mình rất là yêu chiều mình, rất là thương mình mới làm như vậy. Rồi những cái hành động đó nó còn thêm một cái mục đích là gì? Câu giờ, đúng không? Câu giờ để mà mình có thể được nghỉ ngơi. Chuyện mà các bạn hôn hay các bạn vuốt ve những điểm nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ, trời ơi, đâu có mất sức gì đâu. Nó diễn ra hết sức nhẹ nhàng, nó diễn ra từ từ theo tuần tự mà. Nó đâu có mất sức, đâu có gì bị gì đâu. Cho nên là mọi người
các bạn biết không, trong cuộc yêu, nhất là trong việc lựa chọn tư thế quan hệ và thứ tự những tư thế quan hệ, thì chúng ta phải thật sự là thông minh, hết sức là thông minh trong việc sắp xếp những cái tư thế quan hệ để chúng ta kéo dài thời gian. Hy vọng rằng những cái chia sẻ trong chương trình hỏi thầm đáp kín của ngày hôm nay phần nào đó góp phần làm cho các bạn có được thêm những kiến thức cho mình, nhất là những cái kiến thức về tư thế quan hệ nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái chương trình hỏi thầm đáp kín của tuần sau.